nhiều rồi nữa trong phong dư sẽ đó nữa hôm nọ tôi cờ ở bên sông cầu nữa hôm nay sẽ đợi ba mù có tí tạm của thế nữa hôm nọ tôi cần câu đợi thủ bờ dẻ này mà giờ bây giờ lúc trễ nữa nên sẽ đợi ba còn lại của tỷ tạm của nó luôn là cái tôi không câu nữa bây giờ lúc trẻ nữa không sai hồ trong bụng nó tôi không câu đâu tôi không câu được bây giờ lúc trẻ nữa cứ cái tôi uống cao thế nào được cứ cái tôi uống cao thế nào cái tôi chơi nào đi chào thế đâu chứ không gì sợ đâu và chỉ tạm cao thế họ tu mùa nó này mà sẽ đâu đó cái tôi chơi nào này cái tôi chơi nào đi chào mà sẽ đâu đó này ba một cục lại có thể tạm từ muộn nữa nên tôi cờ câu nữa tôi cờ cái sông câu thế từ muộn nó lấy hàng câu thế nữa từ muộn thì nó lấy hàng câu thế nữa tôi cờ câu thế nữa cho nên một say cho nên một say từ bờ nó lu trà tôi không cờ câu nữa nè nên từ sao tôi cần câu thật sự tôi bây giờ lúc trẻ này nó nè cờ nhớ xin khoảng là sẽ đợi như tôi cần để nó xin nè cờ tôi dùng cờ nè và tôi không ăn được giống thì nó lại nè trong không như sẽ đợi nè nên nên từ hồi uống câu lâu sao và cái lời dạy của chị là tôi và bây giờ lúc không ăn đó nè thì qua các phương gì xứ chỉ có kỹ nữa mình cứ vào tàu rong cờ lì nhớ biết xin khoảng là chạy sợ đời tôi cờ ngâu rồi thì nó sẽ nè cũng như sợ đời nữa tôi phải cờ ngâu rồi cái trái ba rồi nó mò rồi nó còn lại chỉ có tám mình cờ luôn nữa nó lúc đó có một khẩu vị chế thì chỉ muốn ăn cháo thôi nữa nên sạch khẩu vị chế chỉ muốn ăn cháo thôi nữa câu rồi thì trái lai thì cái này chỗ nó mỏi đó nó mỏi được ta là phương thẳng đó thank you.
非常多的超超普通的事情呢，那帮我们帮我们的